Ông bà yêu nhau thời có tivi chưa? Ông bà yêu nhau thời có tivi chưa? Chưa. Chưa có tivi. Có điện máy xanh chưa? Có điện máy xanh chưa? Chưa. Chưa có luôn. Thất bại của anh. Xanh mà lại không có điện máy xanh. Wish mà. Tell me why. Hiểu à? Bà hiểu không? Cái thời cứ đi bộ. Đi bộ từ cô đệ mình lên chị chim. Mười mấy cây. Cưới đi bộ á? Sao bà không thuê mua trần mà đi? Mua trần nhé. Có tiền đâu? Tiền nhà ông làm giám đốc mà. Đâu không có thời nhá. Thời ông chưa làm giám đốc à? Ông làm con đầu. Xong đợi lúc ông làm giám đốc rồi lấy bà. Xong rồi lấy bà rồi ông mới làm giám đốc. Nãy giờ mấy năm rồi ông đi kiếm về. Nghĩa là phía sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người phụ nữ đúng không? Ừ. Sao bà có xinh không? Người xưa bà xinh lắm. Đẹp. Bây giờ sao làm như thi hoa hậu? Hoa hậu đâu? Đang thi sinh bóng đi thi hoa hậu. Thời các bạn đâu có hạ học. Không hoa hậu á, thời các bạn không hoa hậu. Không. Cái đời mà. Cái đời mẹ chưa? Đây. Thế còn mẹ cháu hay á hả, chửi cháu. Mẹ có biết là ngày xưa hả, tao khổ lắm không hả? Tao làm, tao vừa đi học vừa đi làm này. Rồi là vừa đi giúp ông bà này. Từ ngày còn mười mấy tuổi là tao đã tay hòm chìa khóa này. Tao đã làm bao nhiêu việc rồi, mẹ khổ lắm này. Bây giờ bọn mày sướng quá quá rồi. Mẹ cháu có chửi cháu như thế, bà xác nhận lại đi. Đây, mẹ bà đây. Xác nhận lại đi. Bà, có đúng không? Trời ơi, cái mặt bà biểu cảm chứ. Mặt bà thì phán xét một câu thật lòng thế nào. Cháu bà có sinh không? Cháu bà sinh được hai đứa con gái. Bác hai chỉ điện bà ở ngoài trời trước. Hai đứa cháu gái. Bà đừng quảng cáo nữa, đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Bây giờ bà chỉ cần tập trung vào cháu thôi. Cháu có hát có hay không? Hay. Sinh không? Hay cũng hồi thăm. Vừa thăm người thăm biết bà. Hay. Biết bà ngoại. Biết bà ngoại là bà cháu á? Đúng rồi. Hãnh diện không? Con gái diện rồi. Mày cháu ngoan không? Ngoan mày thì được. Cái tầm phủ sóng của cháu chưa? Bà thấy cái tầm phủ sóng của cháu chưa? Không ai dám cháu bà. Chứ giờ mới mấy tuổi mà yêu. 21 tuổi đầu rồi. Cháu là già thì sao? Cháu dụng hết trứng thì sao? Cháu này bây giờ cháu đang là tiền mãn tin rồi đấy, bà có biết không? Rồi sao cháu bà già rồi không ai lấy cháu bà thì sao? Bà không lo cho sự an nguy của cháu bà. Bà có thích ăn rau dền không? Rau dền đấy. Vâng. Nhưng mà bà có thích ăn không? Ông có thích ăn rau dền không? Mẹ bà thích ăn rau dền không? Mà cũng thích ăn rau dền có luôn. Ông. Vâng, người bạn của mình thích ăn rau dền. Mẹ thích ăn rau dền không? Bố ơi, bố thích ăn rau dền không? Bố thích ăn rau dền không? Rồi, ở nhà thích ăn rau dền. Có mỗi mình con không thích. Năm sau tôi lấy chồng rồi. Năm sau. Vài năm nữa. Bà có tin không? Bà nghĩ cháu bảo ấy như thế. Ừ. Bà thích nghe nhạc của ai nhất? Nhạc bà kia bên trời không ạ? Bà thích ca sĩ nào không? Chứ bà nghe nhạc đó. Nhạc đó. Sơn Tùng. Sơn Tùng á? Sơn Tùng gì? Sơn Tùng... Sơn Tùng gì nhỉ? Bà quên rồi. Chúng ta không thuộc về nhau của ai? Sơn Tùng gì nhỉ? Sơn Tùng gì? Sơn Tùng MTP.